Những cái gì mình mình làm được bây giờ nó không là cái gì so với những cái gì mà mình có khả năng làm được trong tương lai chị Ly nhá. Thì em muốn mình mình rèn để mình ngày nói hay hơn á. Rồi thì cái đấy à. thì thầy cũng chia sẻ với các bạn luôn nhá, việc các bạn tập đọc này và tập để rèn cái âm điệu đây cho nó giống Tây ấy, kiểu giọng Mỹ, giọng Anh đấy. Thì thầy kiểu bảo ơi luôn ơi. các bạn này cho nhanh nhá, chúng ta đây buổi thứ ba rồi chúng ta thân thiết nhau rồi đúng không? Các bạn ngồi tập đọc có chục năm nữa nó vẫn vậy rồi chị ạ. Chị có tập giọng đến chục năm nữa nó vẫn vậy đấy Nó phải đến từ việc chị nghe rất nhiều chị nhá Chị có thấy là chị sinh ra ở Nghệ An là chị nghe quá nhiều tiếng Nghệ An mà bây giờ mình cứ nói tiếng Nghệ An suốt thôi Nhưng nếu cho chị để ra ở Sài Gòn hoặc là Bình Dương ngay từ thời đấy Thì bây giờ chị lại xét lại nói giọng Bình Dương Vẫn là vấn đề mình nghe cái gì nhiều nhất chị nhá Thì cái tiếng Anh này đầu tiên Thì chị đang có dùng tiếng Anh rồi đúng không? Và em nghĩ là chị dùng tiếng Anh chắc cũng sai nhiều đấy Không chỉ là về giọng đâu mình yeah. dùng tiếng anh có tự tin không có nói tiếng anh chuẩn không hay được hay để nói tiếng anh như lào đấy em cũng không biết tại vì hàng ngày em nói chuyện với sếp thì em vẫn nói bình thường vâng chị thử nói đoạn tiếng anh giới thiệu về mình nha chị đừng có giáo không chị nào talk about yourself hello everyone my name is Lucy I'm working in Bình Dương province uh, I'm a I'm a leader in Company. Uh, chị thấy không? Trong một I... câu đơn giản như vậy mà nó sai lên sai xuống chị ạ. Còn tất nhiên là chị nói như vậy và chị ở đất nước Việt Nam chị mới được khen nhá. Có khi các bạn ở đây lại thấy chị nói hay lắm nhưng với thầy nó không hay chị ạ. Nó không hay không phải là vì chị nói giọng Việt Nam bởi vì chị nói rất sai chị nhá. My name Lucy là không có ở trong tiếng Anh. My name is Lucy. Rồi thì tiếp để leader. Leader là cái gì vậy? Đúng không chị? Đấy, mình cứ chỗ thì có xì, chỗ thì không có xì, chỗ lung tung lung tung như vậy. Và sếp của chị là người nước nào chị? Đài Loan ạ. Em biết ngay mà Thế nên là người ta thấy tiếng Anh của chị thế là quá tuyệt vời rồi chị ạ. Thế đến một ngày chị bắt đầu đi học uh, gặp Tây, gặp Mỹ cái bảo quái lạ xong mình nói tiếng Anh suốt mà cũng người nước ngoài hiểu suốt mà xong mấy cái ông nước ngoài này có vấn đề gì lại không hiểu chị nhá. Tiếng Anh của mình về cơ bản là ok nhá, chị Lucy nhá, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nó nó không chuẩn, nó là tiếng Anh cũng thuộc diện bồi đấy nhưng mà chị khá hơn các bạn bồi một tí là chị nói khá tự nhiên và cái giọng của chị nó không phải là không hay đâu chị ạ à. nó là hay nhé chị nhá và nó cũng không Việt Nam làm đâu thế là tốt đấy một lời đáng khen nhưng mà chị có biết là nếu mà như chị nó chỉ đáp ứng được ở công ty Đài Loan này và nó chỉ đáp ứng được công việc hàng ngày như thế này thôi nó không có sự phát triển gì thêm chị chị Ly ạ à. vì chị có được giao tiếp cái gì khác đâu tôi chị cũng nghe được cái giọng nào khác đâu và khi mà mình đã không chuẩn thì chị có luyện thêm việc nghe podcast rồi thì xem thêm phim rồi đọc sách tiếng anh nó cũng chẳng đi đến đâu cả chị ạ chị phải học tiếng anh chuẩn thì chị mới tiến xa được ở trong tiếng anh này tiến xa không phải tiến xa về nghề nghiệp chị đã biết tiếng anh như vậy thì chị hoàn toàn có thể dùng tiếng anh trong cuộc sống như thầy những quyển sách đằng sau thầy cũng là bằng tiếng anh Thầy xem phim bằng tiếng anh thầy xem chiến sự nga và ukraine Ukraine đấy, Ukraina đấy cũng bằng tiếng Anh chị ạ và thầy biết nhiều hơn các bạn rất nhiều, ít nhất là ở trong một số lĩnh vực nào đấy thì thầy cứ tự tin nhận như vậy. Không phải là vì thầy tìm hiểu nhiều hơn hay gì mà cái nguồn của thầy nó rộng hơn các bạn rất nhiều. Đó. Về Lucia à, thì mình theo dõi thầy lâu chưa hay mới biết ngày hôm nay thôi chị? Dạ em hôm nay buổi thứ hai thôi. em à. coi buổi... trên Facebook. Mà cái buổi thế thì mình phải xem lại nhá vì thầy cả cuộc đời em ngày xưa đi học tiếng Anh nó không hiệu quả chị Ly ạ. Sau đó đi em thay đổi thì bây giờ em đi dạy các bạn thì cũng đúng như cái cách mà em thay đổi ngày xưa như nào thì các bạn đi đúng con đường như vậy. Và em hay hướng dẫn các bạn sử dụng cái giáo trình effortless English. Chị nghe thấy giáo trình này bao giờ chứ chị? Mới nghe qua thầy và thầy. Vâng thế chị phải tìm hiểu nhá vì cái giáo trình này không chỉ chị đâu mà cũng không phải các bạn Việt Nam rồi không phải ôn thi TOEIC IELTS mà kể người nước người chuẩn bị đi nước ngoài, các bạn đang du học ở nước ngoài rồi, đang làm việc ở nước ngoài rồi, họ vẫn dùng chị nhé. Vì với giáo trình này chị có thể yeah. nghe và trả lời hàng ngày với những câu chuyện chị nhé. Và thầy có hướng yeah. dẫn về giáo trình này rất nhiều, hoàn toàn miễn phí ở trên YouTube nhé. Các bạn mà chưa follow cái trang YouTube The anh English thì chắc là một thiệt hại cực kỳ lớn với các bạn. Thì nhớ follow thêm trang đấy nhé. Và sau này những cái buổi, những cái chia sẻ mà hay nhất của thầy mà có. Ở cái, kể cả cộng đồng học viên Rồi thì ở club này Rồi thì cả những buổi giúp này thì thầy cũng tổng hợp trên uh, youtube Ok không các bạn Thì việc của chị Lucy á Là đây chúng ta đều vẫn mới đúng không Buổi thứ ba thôi Thầy lại muốn chị quay lại và tìm hiểu cái giáo trình đấy Ok không chị dạ, vâng. vâng thì chị sẽ còn uh, đồng hành lâu Và như chị á, Thì bây giờ kể chị không gặp thầy Thì chị vẫn đi làm bình thường đúng không chị Chị không gặp thầy chị vẫn nói tiếng anh bình thường Nhưng với thầy Đấy nó không là cơ sở để mình có thể tiến xa hơn chị nhá và chắc là chị cũng thích tiếng anh đúng không? dạ vâng chắc lâu nay cũng thấy tiếng anh của mình nó không cải thiện tí nào thậm chí còn đang kém đi đúng không chị? em thích kỹ năng nói nó năng thì đấy loanh quanh am lucy rồi am working F cái gì cái gì đấy loanh quanh mấy câu ý nhai đi nhai lại chán đúng không chị? đó em ngày xưa thế mà cứ am thank you and you suốt mà thì nhớ nhá, cái giáo trình này giáo trình tuyệt vời cho chị đấy. Có thể ngày hôm nay sẽ thay đổi luôn chị đấy chị 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 Ly ạ. Thế nên chúng ta để ý nhá. Yeah. Thì thầy bảo mình phải thế con cái câu hỏi gì chị muốn hỏi không? Có thắc mắc gì không chị? Dạ yeah, tôi để em theo dõi dần có gì thắc mắc Đúng em Rồi. Các thầy. bạn sẽ thấy Hôm nay chúng ta thân thiết nhau hơn thì thầy sẽ nói chuyện cho kiểu như này. Tớ thầy, thầy bây giờ hướng dẫn chị Ly được. Rồi thì ấy nhưng mà nó không hiệu quả chị Ly ạ. Chúng ta phải tự tìm hiểu tự ấy đi xem các buổi zoom của thầy đi đang thầy đang nói về cái gì thì khác hiểu đơn giản mà rồi cảm ơn chị ly nhá